Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo từ xe điện Hải Đăng. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chế một chiếc đèn pha của xe đạp điện 133S sử dụng bóng đèn sợi đốt để chuyển sang sử dụng bóng đèn LED. Thì đây là bộ đầu đèn của một bạn khách hàng tại Quảng Ngãi. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Chiếc đèn pha này sử dụng điện 48-60V. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng một chiếc bóng đèn LED để thay thế cho chiếc bóng đèn sợi đốt. Các bạn cần sử dụng loại bóng đèn LED có dạng đuôi xoáy như thế này. Đây là loại đèn LED có thể sử dụng được từ 12-80V, công suất là 12W. Tiếp theo thì mình sẽ tháo phần đầu đèn ra. Mình sẽ dùng tua vít để tháo hai con ốc ở hai bên ra. Tiếp theo thì mình sẽ lựa để tháo phần trao đèn. Và bây giờ thì mình sẽ lắp đèn vào. Việc lắp đặt cũng khá là dễ dàng. Giờ thì mình sẽ lắp lại. Cuối cùng thì mình sẽ hàn lại dây điện.
Ok, như vậy là đã xong. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách chế một chiếc bóng đèn sử dụng bóng đèn LED thay cho bóng đèn sợi đốt. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì hãy like cũng như theo dõi kênh của Xe Điện Hải Đăng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.